Xin chào, chào mừng tất cả các anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh Ngọc Tâm Đất Giá Rẻ của mình nha. Hôm nay Tâm rất vui gặp lại tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ đăng ký kênh. Và để cập nhật sản phẩm bất động sản mới nhất, quý anh chị vui lòng bấm nút đăng ký miễn phí và nhấn chuông thông báo. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu về bất động sản, các anh chị hãy để lại dưới phần bình luận. Tâm xin chúc các anh chị và các bạn, các nhà đầu tư có một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều năng lượng luôn nha. Vâng, Ngọc Tâm xin chào các anh chị cô chú có mặt trên kênh YouTube của Tâm ha. Thì hiện tại Tâm đang có mặt tại đường tỉnh lộ 85A ha, thuộc ấp Phước Hưng 2, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nha. Và cái phía trước mặt quý anh chị á, là mình ra trung tâm thị trấn Cần Giuộc ha, thì tầm khoảng 3 km nữa. Và cái phía bên tay trái Tâm á, thì tầm khoảng 800 m nữa thôi là mình về tới ngã tư Sài Đôi ha. Và khi mà mình tới ngã tư Sài Đôi á, mình rẽ phải thì mình về Bình Chánh ha, quốc lộ 1A ha. Còn mình rẽ trái á, thì mình về Cần Đước, chợ Kiến chợ Đào nha quý anh chị. Thì hôm nay Tâm xin giới thiệu cho quý anh chị một lô đất vườn ha, có diện tích là 1.000 và đã cắt ra 2 sổ nha quý anh chị, là mỗi sổ 500m. Và chủ gửi bán với cái giá là 1.350 nha. Và cái đất vườn của mình á, là được chuyển thổ nha quý anh chị, là nằm trong khu chuyển thổ đất ở nha. Đây, đường vào miếng đất mình đây. Thì đường này là đường Trần Thị Dung nha quý anh chị, đường Trần Thị Dung nha. Đó, và đất của mình á, thì nó cách cái đường mà ấp văn hóa Phước Hưng 2 này á, thì tầm vào độ khoảng 800m thôi nha quý anh chị. Và cái đoạn đường này là đường xe hơi, xe tải là vi vu nha. Và trong cái tương lai á, thì cái đoạn đường này nó sẽ tráng nhựa nha quý anh chị. Thì bây giờ mời quý anh chị vào xem đất cùng Tâm nha. Đường này thì là gọi là đường Trần Thị Dung nha quý anh chị. Và từ cái đoạn đường này mà vào đất mình á, độ khoảng là 800m thôi nha. Và cái đất vườn của mình là đường xe hơi tới chỗ luôn nha quý anh chị. Đây, hai bên nhà cửa rất là nhiều luôn nè. Đây, xe tải đậu ra nha quý anh chị. Đó. Thì cái đoạn đường này Tâm nghe nói là trong tương lai là nó sẽ là tráng nhựa nha quý anh chị. Bán kính mà từ đất mình về Sài Gòn á, thì tầm độ khoảng là 30 km thôi nha quý anh chị. Thì ở đây thì bán kính 500m á, thì 500m đến 1 km á, thì có Bách Hóa Xanh, trường học nè, rồi chợ, gần rất là nhiều chợ luôn. Thì cái chỗ Tâm đứng hồi nãy á, mà mình chạy lên tầm khoảng 800m nữa là mình lên tới ngã tư Sài Đôi á, là trên đó có cái chợ rất lớn nha quý anh chị. Chạy tới cái cầu này thì mình rẽ trái nha quý anh chị. Cái đoạn đường mà mình chạy nãy giờ vô là cái đường Trần Thị Dung nha quý anh chị. Và cái đoạn đường mà mình rẽ trái là cái đường này là đường Kinh Cầu Sáng nha. Thì bây giờ cái lát đất của mình nó cách cái đường Trần Thị Dung này á vào độ khoảng là 50m đó thôi nha quý anh chị. Bây giờ mình vô đất ha. Của mình đó thì nó nằm lô 2 của đường Kinh Cầu Sáng này nha quý anh chị. Đây, tới đây mình rẽ trái vào ha. Cái đường trước đất của mình đó là đường đá xanh 3m nha, thì xe tải và xe 4 chỗ 7 chỗ là vô tư nha quý anh chị.
Bây giờ Tâm quay một vòng cho quý anh chị xem cái thửa đất của mình ha. Thì trước mặt quý anh chị là hai thửa đất nha, là 1.000m nha. Đó. Thì chủ đã cắm cọc và ranh giới rõ ràng ha, và rào kẽm gai xung quanh nha quý anh chị. Thì hiện tại là chủ đất này ở Sài Gòn á, cho nên là cỏ cũng rất là nhiều luôn. Và do cái chịu cái thiệt hại của dịch này cho nên là chủ không thể nào mà về để mà dọn cỏ được ha. Thì sắp tới đây thì hết dịch đấy, hết xuống chỉ thị 15 á, thì có thể là chủ về đây để mà cắt cỏ sạch sẽ lại cho quý anh chị ha. Đây có mấy con bò nó đang ăn cỏ nè. Thì bây giờ đi sâu vào vấn đề hơn, Tâm sẽ nói chi tiết về cái lô đất của mình ha. Thì ở đây hiện tại là có 2 lô nha quý anh chị. Thì tổng là 1.000 mà chủ đã cắt ra 2 lô, và mỗi lô là 500m nha. Và cái lô đầu tiên á, thì từ cái vị trí này, đây từ cái miếng cọc này thẳng xuống miếng cọc dưới đó luôn. Đó, cái miếng cọc ở dưới mọi người thấy không, là 21m ha. Và cái chiều ngang của đất này á, là từ cái miếng cọc này, từ miếng cọc này chạy dài thẳng xuống tới cái miếng cọc này luôn. Đó, là 28m nha quý anh chị. Ngang 28 và dài là 21m ha. Tổng là 500m. Đó, đất mình thì sạch sẽ không màu mã nha quý anh chị. Thì hiện thường thường á là nhà đầu tư cắt đất á, là tầm khoảng thí dụ như 500m á, là nhà đầu tư có một cái hào, cái ao ở phía sau ha, để mình lấy đất để mình lên cái nền ha. Còn hiện tại thì cái đất này á, là chủ để săn lấp ao luôn ha quý anh chị. Thì cái 500m là mình sử dụng toàn bộ là 500m luôn nha, không có một ao hồ nào ở đây hết á. Đó. Thì cái 28m là tới đây. Trời, con bò nó ghê quá. Để anh đi vô đây. 28m là tới đây nha quý anh chị. Để Tâm vô đây cho quý anh chị thấy. Tại vì con bò nó nằm ngang cái đường á, thì hiện tại trước đất mình á là đường đá xanh 3m nha quý anh chị, đổ đá xanh nha. Nhưng mà do tại nãy bên đường đây thì có con bò cho nên là Tâm không thể nào qua được, sợ nó ủi à. Cho nên là đó, từ 28m là tới cái vị trí này nha quý anh chị. Đây, cái vị trí này. Và cái cọc giữa này á là chủ đã phân ranh ra luôn, thì mỗi bên là một cái cọc ha, là cọc đôi nha. Thì cái lô ngoài á thì từ cái miếng cọc này ha, và ra tới cái miếng cọc ngoài là 28m và xuống là 21m ha. Đó, còn cái phía bên đây cũng vậy luôn ha nha quý anh chị. Phía bên đây thì từ cái miếng cọc này vào tới cái miếng cọc bên trong ha, rồi xuống dưới luôn. Đó, bo qua bên đây là ngang 24 và dài là 21 nha quý anh chị. Đó, cũng tổng diện tích là 500m luôn. Và đặc biệt là hai lô đất này thì chủ đã đi lấy thông tin đó quý anh chị. Thì hai lô đất này mình nằm trong quy hoạch đất ở tại nông thôn ha. Thì quý anh chị có thể là mua hai lô đất này về mình làm nhà vườn, hay là mình lên thổ tầm khoảng độ 200m ha, để mình xây nhà cũng rất là ok luôn ha. Và chủ gửi bán với cái giá là mỗi một lô là 1.350.000 nha quý anh chị. Và nếu quý anh chị nhà đầu tư nào mà muốn lấy hai lô á thì sẽ có cái giá ưu đãi nhất định nha. Đó, rất là đẹp luôn ha. Thì quý anh chị thấy đó, từ đất mình mà ra cái đường mà đường Kinh Cầu Sáng á, thì vào độ cũng tầm khoảng là 50m thôi. Và đường thì đường đá xanh 3m vô tới đất mình luôn ha. Thì xe hơi và xe tải đều vô được hết đó nha mấy anh chị. Đó, thì cái đường Kinh Cầu Sáng là nằm ngoài đây nha. Đó, chỗ này. Đó, rất là gần luôn. Rất là đẹp. Xung quanh thì nhà cửa, dân cư rất là đông đúc nha quý anh chị. Rồi, bây giờ thì Tâm xin nhắc lại về cái diện tích, về cái giá ha. Thì tổng là 2 lô, mỗi một lô là 500m. Thì tổng ở đây là mình có 1.000m đất vườn nha quý anh chị. Và mỗi một lô là 500m và chủ gửi bán với cái giá là 1.350.000 nha quý anh chị. Thì mỗi lô có diện tích như sau. Cái lô đầu tiên á, diện tích là ngang là 28 và dài là 21 nha. Của mình là đất vườn nha, đất của mình là đất vườn sổ hồng riêng nha quý anh chị. Và cái lô thứ hai thì cái diện tích là ngang 24 và dài 21, cũng là tổng là 500 luôn. Và chủ cũng gửi bán với cái giá là 1.350.000 nha quý anh chị. Đó, rất là ok, mà nói chung là giá cũng hợp lý nữa. Và đặc biệt một điều là đất mình nằm trong khu quy hoạch đất ở tại nông thôn ha. Thì quý anh chị mua về là có thể lên thổ ha, để mà mình xây nhà ở hay mình làm nhà vườn cũng rất là ok luôn. Đó, và đường trước đất của mình á, là nhà đầu tư á, đã đổ đường là 3m nha quý anh chị. Đây, từ cái miếng cọc này ha, qua miếng cọc này
đó là đã xanh 3 mét nha. Vì lâu quá rồi á cho mình không có vô đây, cho nên là cỏ rất là nhiều, với chịu ảnh hưởng của dịch lắm quý anh chị, cho nên là cỏ rất là nhiều. Và khi hết dịch rồi á thì để tầm alo chủ về để mà giải quyết cái vấn đề là cỏ cho sạch đẹp nha quý anh chị. Thì bây giờ thì Tâm xin kết thúc clip tại đây ha. Thì mọi chi tiết quý anh chị liên hệ với số điện thoại Tâm để góc phải màn hình á, hoặc là kết bạn Zalo số đó luôn, thì Tâm sẽ gửi sổ với cái giấy thông tin mà chuyển lãnh thổ cho quý anh chị xem ha. Và bây giờ thì Tâm xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị vào những video tiếp theo ha. Và quý anh chị xem video của Tâm thấy hay và hữu ích á, nhớ like và đăng ký kênh cho Tâm ha, để có tinh thần làm những clip tiếp theo hay hơn cho quý anh chị xem. Và bây giờ thì Tâm xin chào và hẹn gặp lại.